Mai Chiếc Chè Bông xin chào cả nhà nha. Cả nhà ơi, mấy hôm nay thì em vắng bóng cái lọc bình mai, giá rất là rẻ. Cái này là của hai ông cậu em không làm, cho nên là giá nói chung là lấy công làm lời thôi cả nhà. Nhưng mà cái tay nghề thì hôm nay các cậu em đã lên rồi nha, lên tay nghề rồi. Cả nhà nhìn thấy lúc trước thì cái bình nó cũng không có được, nói chung là cũng không có được xuất sắc lắm. Tuy nhiên thì hôm nay đang được những cái bình rất là đẹp cả nhà. Đây, thứ nhất là cái cặp lọc bình mai mã số 1 nha. Em đo chiều cao cho chúng ta ha. Cái này chiều cao là được 86 cả nhà. Cái này loại này thì giống như cổ của nước ngoài nha. Cái này cổ của nước ngoài nè. Đó, rất là đẹp. Cái loại này chúng ta là làm 24 cây nha cả nhà. 24 cây một bình. Đó, cây thì xanh tươi, chuẩn bị ra đọt luôn rồi cả nhà. Nói chung là cây này không sợ chết nữa ha. Rồi, chúng ta đo cái phần bụng thử nha. Phần bụng thì phần bụng là 97 cả nhà. Rồi, cây này rất là đẹp. Khi em gửi cả nhà biết không, thì em sẽ gửi luôn hai cái chậu này ha, và em đóng thùng xốp. Tất cả em đều bao phí vận chuyển tới nhà cho chúng ta. Khi tới thì chúng ta kiểm tra hàng, thanh toán ngay nhóm nhân viên bưu điện giúp em nha. Thì cặp ma mã số 1 này em bán với giá là 1,4 triệu nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Đó, đây là lọc bình mai cặp mã số 1, giá 1,4 triệu em sẽ bao ship nha. Rồi, tiếp tục là cặp mã số 2. Cặp mã số 2 thì cả nhà nhìn thấy, đáng lẽ là em sẽ tỉa những cái này, nhưng mà em không tỉa để cho chúng ta biết là cái cây mai này á, là tụi em làm xong rồi, tưới dưỡng rễ đồ hết rồi, nó đang ra đâm chồi những cái cành nhánh rất là đẹp luôn, cho nên là cây nhìn cả nhà là không có sợ phải bị chết gì nữa hết ha. Rồi, cái cặp mà lọc bình mã số 2 này á, thì cái chiều cao nó, mình đo chiều cao của nó là nhiêu? 90, chiều cao là 90 nha cả nhà. Rồi, nói chung là bên vườn nhà em thì nói chung là làm tại nhà, mai tại nhà, cho nên là giá cũng rất là ưu đãi luôn, không qua một trung gian nào hết. Thì giá cái cặp này thì em cũng bán với giá là 1,4 triệu đồng giá luôn nha cả nhà. Hôm nay em sẽ lên cái clip 1 là 4 cặp đồng giá là 1,4 triệu nha. Tất cả em đều bao phí vận chuyển nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cặp mã số 3. Cặp mã số 3 cũng rất là đẹp cả nhà. Nhìn cái đầu. Rồi, tiếp tục là đo cái chiều cao của cặp mã số 3 nha. Rồi, chiều cao 85 cả nhà. Nói chung là cái cặp chiều tư thì tầm khoảng 85 cho đến 90 ha. Rồi, phần bụng. Chín bảy cả nhà. Nói chung là mỗi một bình là 24 cây nha. Đó, cả nhà nhìn thấy khi gửi em sẽ gửi chậu nhà, cặp rất là đều, rất là đẹp luôn nha cả nhà. Rồi, cặp này cũng đồng giá là 1,4 triệu, bên em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Tiếp tục là cặp mã số 4. Nói chung là hàng nó đã ra cành nhánh xum xuê hết rồi cả nhà. Cây này là chúng ta không sợ gì nữa ha. Đó, cái này cũng chiều cao từ 85 đến 90 cả nhà. Rồi, tất cả đều là làm từ 24 cây nha. Cả nhà nhìn thấy luôn, rất là khéo nha. Lúc gà lên tay rồi ha, cây rất là đẹp nha. Nó cây rất là đẹp, và đặc biệt là bên em đã tưới kích rễ cho cây mai hết rồi, cho nên cả nhà yên tâm đi, cây mai này nó sức sống nó rất là khỏe luôn ha. Đó, loại này cặp mã số 4 này thì em cũng bán đồng giá là 1,4 triệu luôn cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Đó, này cặp 1,4 triệu bao ship luôn nha. Đó chính là 4 cặp lọc bình mai cả nhà. Giá đồng giá là 1,4 triệu một cặp nha. Và bây giờ em sẽ lên thêm 3 cặp nữa, cao hơn chút xíu nha cả nhà. Rồi, tiếp tục là cặp mã số 5. Rồi, cặp mã số 5 nha. Loại này lớn hơn nha cả nhà. Loại cặp mã số 5 này lớn hơn nha. Đó, cành nhánh nè. Cây này rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, đây, cặp này thì ai thích cái lớn hơn chút xíu thì sẽ có cặp lớn hơn nha. Rồi, em đo chiều cao cái cặp này nha cả nhà. Rồi, chiều cao này là 1 mét nha cả nhà. Tất cả là làm bằng những cây mai cả nhà. Nhìn cái lô mai này là cái cây này làm rất là mập luôn nè. Nó cái cọng nó rất là mập luôn ha. Đây nó. Rồi, cái bụng cái cặp này, cặp mã số 5 nha cả nhà. Rồi, cặp này lớn hơn, nó 1 mét lận, cái bụng nó tới 100 ha. Rồi, cặp này em bán với giá là 1,6 triệu nha. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha cả nhà. Đó, cặp này cặp lọc bình mai mã số 6, giá 1,6 triệu, em sẽ bao phí vận chuyển. Ủa, cặp số 5.
Số 5, cặp số 5 nha cả nhà, giá 1,6 triệu. Tiếp tục là cặp mã số 6. Có cây nào đều vậy không? Rồi đây. Rồi tiếp tục là cặp mã số 6. Rồi tiếp tục là cặp mã số 6 cả nhà. Rồi 24 cây luôn nha cả nhà, 24 cây. Rồi, rồi. Đó cái bụng. Rồi. Bụng này là 96 nha, 96. Rồi, cái cặp này thì em bán với giá là 1,5 triệu nha cả nhà. 1,5 triệu em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Loại này thì cũng 24 cây luôn ha. Cây rất là ok, rất là đẹp luôn nha. Đó. À, tiếp tục là cặp mã số 7. Thì từ bắt đầu từ cặp số 5 cho tới cặp số 7 á, thì cây nó cao hơn 4 cặp trước nha cả nhà. Đó, cái cặp này quá trời đẹp luôn nè. Đó, cặp này chiều cao chắc khoảng 1 mét hơn á. Ừ, đo chiều cao. Nhiều. 105 luôn cả nhà. Đó, cái bình này rất là đẹp luôn nè. Đó, thì giá cũng rất là hữu nghị, chỉ có 1,6 triệu thôi cả nhà. Tất cả đều làm là 24 cây nha. Khi em gửi thì em gửi sẽ luôn gửi luôn cái chậu và bao phí vận chuyển cho tới nơi luôn cả nhà. Thì cả nhà biết cái tiền phí ship nó cũng rất là cao và đóng thùng shop nó cũng rất là, nói chung là nó cũng cao tiền á cả nhà. Nhưng mà bên em sẽ cố gắng bao ship cho tới nhà cho khách luôn á. À, thì đây là cặp mã số 7 này, giá 1,5 triệu bao ship nha. Cặp mã số 7 giá 1,5 triệu bao ship. Tiếp tục là cặp mã số 8. À, có một cái cặp lớn nữa đây cả nhà. Wow, cặp này quá trời cái đọt luôn nè. Trời ơi coi nè, cả nhà nhìn thấy cái đọt nè. Quá trời đẹp luôn. Đây, cái cây này chắc cũng khoảng hơn 1 mét luôn á cả nhà. Đó, cặp này cực kỳ đẹp luôn nha. Xem sơ cành nhánh coi bụng nè. Đó, cây thì rất là mập luôn. Rồi, cái cặp mã số 8 này thì giá 1,6 triệu nha cả nhà. Cả nhà nhìn thấy nè. Ồ, cành cái mơ cái sum sơi cái tuột luôn á. Rồi, cái cặp mã này mã số 8 là giá 1,6 triệu nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn. Rồi, đó là em vừa lên 8 cặp lộc bình mai với giá thật sự rất là hữu nghị. 4 cặp đầu là giá 1 đồng, giá 1,4 triệu nha cả nhà. À, tới cặp thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 thì nó có chênh lệch tầm khoảng 100 đến 200 ngàn ha. À, bây giờ thì nếu mà ai thích loại nào thì cứ liên hệ em qua số điện thoại em để bên dưới nha cả nhà. À, xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt.